Ê Cung, làm gì đấy? Rồi à? Cung kiếm tiền không? Có, khó đứng dậy. Đây, có cho này. Đây là tiền. Bây giờ ông đọc đọc được xe đi đồng tiền này. Tiền này không? Ok. À, ông nhìn con trai nhá. Đấy, ông nhìn con đây. Cho từ từ, từ cho 10 giây. Ông mới đọc được. Cứ nhìn thấy không? H có mà H một bốn. Đấy, chào các bạn, hôm nay mình sẽ dùng gậy mình chọc đít thằng kia, cho nó từ xuống sông. Ok, đi thôi.